Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì mình nghe nói là các bạn đã thi xong rồi đúng không? Thì những ai thi xong rồi thì comment ở bên dưới nhá. Còn những ai chưa thi xong cũng comment ở bên dưới để mình biết là các bạn đã thi xong chưa, để mình làm video nó nhiều hơn một chút để cho các bạn xem. Ok. Và các bạn nhớ ấn like nhá. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn 5 giây để ấn like. Thì trong cái lúc đấy thì mình sẽ xem cái này. Ok, mình biết là các bạn đã ấn like rồi đúng không? Ai like rồi thì xin cảm ơn. Còn ai chưa like thì ấn like đi. Cái sự kiện này này. Cái sự kiện này thì chắc là mình sẽ không làm được rồi các bạn ạ. Mình rất là buồn. Nhưng mà thôi, chịu thôi. Đang có đợt giảm giá game này. À, mình vừa mới đập heo xong các bạn ơi. Mình vừa đập heo xong. Ui, nó bán con rồng huyền thoại này giá 300 game luôn. Giảm tới 95%. Con rồng này hai con này các bạn. Đây là hai con hay một con vậy? Hai con đúng không? Mình bị ảo giác rồi, nhìn như hai con đấy. Vãi thật. Ok, bây giờ mình sẽ thu hoạch trái cây. Yeah. Ok. Bạn thấy mình vừa đập heo xong, bây giờ mình có 139 game này. Nhưng mình vẫn chưa biết dùng game vào cái việc gì hết á. Chắc mình sẽ dùng để nâng cấp nâng cấp cái này chăng? Để mình thử xem nào. Ô, mình thừa rồi này. Nâng cấp luôn. Cái này sao nhở? Bây giờ mình cần phải đánh ở cái hệ băng các bạn ơi. Sorry các bạn nhá. Bạn thấy mình vừa thịt cái mũi ấy. Mình đang bị vận, mình lại bị sổ mũi tiếp rồi các bạn ạ. Cái bệnh này là cái bệnh nó bị hoài đấy, cho nên là nó không hết được đâu. Lâu lâu các bạn sẽ thấy mình cứ ụt đấy. Nghe như lợn đấy. Thì lúc ấy là mình đang bị sổ mũi ấy các bạn ạ. Ok. Thì đến tầm này của video thì mình mới giới thiệu các bạn là nếu như cái tập này mà đạt được 5.000 like nhá, thì chiều nay mình sẽ xây cầu cho các bạn xem. Ok. À thôi, 10.000 like đi. Nếu tập này đạt được 10.000 like thì chiều nay mình sẽ làm tiếp một cái clip Dragon City cho các bạn xem. Ok. Bởi vì mình thấy dạo đây clip nào được 10.000 like ấy, mình kiếm 5.000 like nó hơi ít, cho nên là thôi thì 10.000 like đi. Trước sau thì cũng đã lỡ mất công mọi người xem rồi đúng không? Chết. À, nó đang có đợt giảm trái cây này. Đợt giảm trái cây. Ô, oh, có 100% được. Thôi chết rồi. Cái đợt trước ấy là giảm 400%. Tuy nhiên là mình đập heo không được, cho nên là không kịp mua các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình mới đập heo kịp và mình mua này. Bây giờ mình mới đập heo và mua được chứ. Rồng còn nhìn chất nhỉ. Nhưng mà nó chưa ra. Đợi tí mình sẽ cho. Nó còn rất là nhiều rồng. Mình ghét con rồng heo này. Mình vào xem có kẹo gì ngon không nào. Ok, cái kẹo kia mất rồi. Cái kẹo khốn nạn 80 game nó mất rồi. Nó đã lấy của mình 80 game các bạn ạ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh đấu trường trước. Để đánh electric trước. Từ từ, mình cho mấy con rồng đi lấy kinh được đã. Đó. Công việc cần làm là việc này. Ok, được 2 miếng rồi nè. Cái này vẫn chưa được 1 tầng các bạn ạ. Cái trái cây này xong chưa? Vẫn chưa xong. Được game rồi nè, mình lấy game nhá. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cái này. Nếu như mà cái xịt xịt của mình nó ảnh hưởng các bạn ấy thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Bởi vì mình cũng muốn quay video để cho mọi người xem ấy. Ủa, sao lâu rồi? Mình tưởng đứng máy cơ. Ok, mình đang luyện bảo vệ bóng xà bang. Ui vãi. Đây. Con ong mình cân hết đi mà. Zolo. Ui, chết rồi, gặp thanh niên 2 heroic rồi, chưa chắc đã ăn cơ các bạn ơi. Savi. Mình chưa chắc, mình nghĩ là chưa chắc mình đã ăn thanh niên này. Thanh niên này hai con rồng heroic. Thôi xong, thua. Có cái chiêu hệ pool này là thấy thua rồi. Còn nhiều máu nữa chứ. Cấp 25 lận. Vãi. Sao mình lại có thể gặp những cái người như này. Biết đấy, với những thanh niên này bây giờ mình phải huy động lực lượng tối đa mới đánh được thanh niên này. Cái thanh niên này mạnh quá.
hai con Heroic lận thì phải huy động thêm cả Minecraft nữa. Ok, đây đội hình này mới chơi được, tại vì thanh niên kia cấp 25 rồi, 23 25 hết rồi, trâu quá. Hình như thanh niên là chưa có học chiêu cho mấy con rồng các bạn ạ, vẫn là fire này. Đây mình là fire cộng luôn. Từ mình sẽ tắt ngay đi để mình để tự động đánh đi, tắt mấy cái tự động đánh để mình đánh chiêu á, bởi vì chiêu mấy cái chiêu mình ấn vào nó sẽ mạnh hơn là mấy cái chiêu tự động đánh. Ok, chiêu gì mạnh nhất là mình cứ phang thôi. Chiêu này bang, con rồng cú đua tiếp theo là con hai score dragon các bạn ạ. Con đấy các bạn ấy nói là một con rồng đeo tai nghe, không biết là như thế nào, chắc là phải đợi đến đợt tiếp theo chúng ta mới biết được. Ok, lên. Ủa sao mình lên 140 game từ khi nào vậy? Ôi, bê cái đàn rồng của mình nó lại chất lừ quá so với cái đàn này. Vừa gặp phải thanh niên bá quá nên mình phải lôi hết cả cái đàn rồng xịn ra. Ai ngờ cái con tiếp cái thanh niên tiếp theo lại phế vật thế này. Tuyệt vời. Ok, thế là hoàn thành được cái này rồi nè. Bây giờ sẽ vào đánh cái này nhá. Đánh cái này đã. À, cái này sắp xong rồi nè. Còn tới 5 ngày nữa cơ. Rồi mình đang luyện cho con mãng xà bán xà bông đi. Mình có rất là nhiều rồng mạnh này các bạn. Ủa với con cá đây, Crocodile đây. Vãi, Crocodile cấp 20. Mà sao nó thua cả con ánh sáng này, what the fuck? Nó thua con hệ R đây các bạn. Chứng tỏ con Crocodile này quá yếu. Con R này cũng cấp 20. Ồ, nó thua cả con bảo vệ bóng sao băng luôn. Đây là con rồng huyền thoại yếu nhất các bạn ạ. Giờ mình đã phát hiện ra con rồng huyền thoại là yếu nhất rồi, chính là con này. Yếu vãi chưởng, lần trước các bạn cứ kêu mình mua, giờ mình phát hiện ra yếu vãi rồi. Nó còn thua cả con cấp 20 này. Để mình vào mình xem nào. Con 20 này chưa có rank hay sao đấy các bạn. Mà nó đã thua cả con cấp 20. Để mình thay xem nào. Đấy con này chưa có gì luôn. Mà máu 10.000. Con này hạng C rồi, máu có 8.000. Cái đậu phụ đùa nhau à. Trời, vậy là cái con Crocodile nó còn yếu hơn cả con dòng ánh sáng một hệ nữa các bạn ơi. Vậy thì mình đã phát hiện ra, mình cũng như các bạn đã phát hiện ra con rồng nào là con rồng huyền thoại yếu nhất rồi đấy. Trời ơi, mình không ngờ luôn. Con này như là hệ gì mà có 4 hệ luôn ta. Rồi, 50.000 trái cây, ngon. Hệ bóng đêm này. Trời ơi, con Crocodile yếu vậy ta. Không ngờ luôn đấy. Đấy, nó yếu hơn, rõ ràng là yếu hơn cái con ánh sáng này luôn. Con ánh sáng còn mạnh hơn nó. Trong khi con ánh sáng nó còn chưa được lên C nữa mà nó còn mạnh hơn nữa. Thôi xong. Hãy xem xét lại bản thân của mình đi. Crocodile cũng cấp 20 luôn. Mình đang suy nghĩ là tại sao một cái con rồng Legendary lại thua cả một con rồng R nữa nhở. Kỳ lạ quá ta. Ok, tại sao? Các bạn có biết lý do tại sao không? Mình không biết rồi đấy. Ok, bây giờ mình đã lên cấp 35 rồi. Mình sẽ cố gắng đợi đến đợt giảm trái cây tiếp theo. Các bạn nào mà thấy cái đợt giảm trái cây phía sau tiếp theo thì nhớ là thông báo cho mình nha, bởi mình cũng không để ý mấy ấy. Nên là đôi khi nó ra mấy cái đợt giảm trái cây mình không biết. Thế mới tiếc. Rồng mới à? Con gì đấy? Full Dragon. Candy Bot Dragon. Con này hồi trước mình nhớ có một cái event này, có này. Con này nhìn giống Ngưu Ma Vương vãi. Để mình kiếm con rồng gà sinh tồn nào. Không có luôn đấy. Sky Dragon này. Con Sky Dragon này mình lai mãi không ra các bạn ạ. Quá đen. Ở đây nhiều rồng lắm. Cả nghìn con cơ mà kiếm ra con gà sinh tồn được. Rồng cá mập đầu búa. Rồng hải tặc là Jack Sparrow. Rất nhiều rồng. Rồng này rồng trái cây ăn thịt này. Cây ăn thịt Z-Wood Dragon. Đây có nhiều loại rồng nhỉ, nhìn con nào cũng đẹp hết. Ô con này đẹp này. Con này giống như kiểu là trò chơi logo ấy. Lego.
Rất nhiều rồng đây. Không phải đếm xuể được. Legend đấy này. VR. Đây là mấy con rồng rẻ nhất. Các bạn có thể thấy. Hình như mình chưa. À, con rồng hệ full này. Vậy là cái con rồng này nó đã mạnh hơn con rồng huyền thoại của mình. Nếu không biết con rồng hệ full nó còn mạnh hơn nữa nhỉ. There is no room in cho. À, nó full chỗ rồi các bạn ạ. Nó full chỗ ở đây rồi. Cho nên là không thể kia được. Đây mình cho con này ra nhỉ. Bán luôn đi chứ không cho ra đâu. Con này mình có đầy rồi. Mình có một thúng con này luôn. Ok. Mình cho con rồng hệ full ra. Rồi. Sử dụng. Mấy tiếng ra? 14 tiếng. Bởi hiện tại hai cái chỗ hệ full này của mình vẫn chưa có con rồng nào ngự trị ở đây. Cho nên là mình sẽ từ từ. Thế mình sẽ cho con này qua nhỉ. Chuẩn rồi. Con này kiếm 330 một. Ủa. Ủa này là hệ phu mà sao con này không qua được ta. À nhầm. Con này không phải hệ phu. Mình nhầm. Phải cho hai con legend qua. À hai con này qua đây. Con này kiếm 372 một phút. Đấy. Cho mấy con này qua bởi vì mấy cái chỗ kia chắc nó cũng chứa không nổi đâu. Còn một cái con phượng hoàng ở đâu ta. Mấy con rồng của mình bây giờ nó nhiều quá mình nhìn không ra luôn đấy. Như ở đây này. Không có. À đây con phượng hoàng mình cho nó qua chỗ ánh sáng rồi. Đây. Mụ. Không 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 qua bên đất đâu. Đây. Ở đây mắt thì nó được nhiều vàng hơn các bạn ạ. Mình xem nào. 80.000 vàng cơ. Rất là nhiều. Cho mình thấy là mình cho qua đây là hợp lý rồi. Hai con này thì sao nhỉ. Thôi để sau đi. Mình thấy để sau đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái thành phố này. 4.700. Nó vẫn bắt mình đi con này các bạn ạ. Mình quyết định là mình sẽ không đi con đấy. Mình sẽ đi con này bởi vì con này mới này. Mình hy vọng là từ giờ đến hết event mình sẽ đi được xong con này. Con châu điên. Ồ 20.000 vàng lận. Ủa bắt đầu tăng lên rồi này. Trời ơi tăng lên 100 một lần. Ôi 120 rồi. Vậy mình nghĩ là mình sẽ không đi được hết con này đâu. Để mình xem bao nhiêu lần đi nữa mới đủ nào. Rồi 30 lần đi mà cứ 120 một lần là phải mất. Mất tới mình nghĩ là phải mất tới 4-5.000 gì ấy. 5.000. Bởi tí nó còn tăng nữa chứ không phải dừng lại 120 đâu. Ok. Goom Dragon. Lần trước mình tốn quá nhiều game vào cái con kia các bạn ạ. Ô được thêm một cái này đây. Lần trước mình tốn quá nhiều game vào cái con mà mình cố gắng đi ấy, nhưng mà cuối cùng là không đi không được. Thế là cho nên là cảm thấy khá là phí. Lẽ ra là mình không nên đi mấy con đấy. Lần sau kinh nghiệm là đừng bao đi mấy con đấy các bạn ạ. Chúng ta hãy tập trung đi vào mấy con là mà nó có sẵn đi. Đó. Nó không ghi rõ là cần phải đi bao nhiêu miếng ấy, cho nên mình cứ đi thôi chứ chả quan tâm lắm. 300 này, thêm được 2 lần nữa. Giờ là 150 rồi các bạn thấy chưa? Cái nó càng tăng giá đấy. Ok, hết vàng rồi, hết game rồi. Mình xem còn bao nhiêu bước nữa nào. 18 bước nữa. Ok, cũng được. 18 bước nữa mình cứ cỡ 5.000 đi. Ok. Tiếp tục đánh ở rank Electric nhờ. Ồ. Mình đang luyện cho cái Aokiji lên trước đấy. Bởi vì Aokiji đam nó to. Đánh kết thúc được. Chứ sát thủ đầu cú thì đam hơi bé. Cho nên là khó để kết thúc được các bạn. Ok. Bây giờ mình chưa có cái điểm kia để nâng cấp. À chưa có cái em. Chưa có cái tòa tháp để nâng cấp lên cho nó mạnh các bạn ạ. Ồ đánh không lại rồi. Wow mạnh thế nhở. Rồi gặp thanh niên phía sau là thanh niên mạnh vãi cả trường à. À mà thanh niên này chưa có điểm này. Hay quá. Rồi. Mình ghét những cái ngày mà kiểu nó lạnh lạnh như này á, mình sẽ bị cái mũi của mình nó sẽ bị bệnh. Mình ghét lắm. Thanh niên này người nước nào đấy? Đặt cái tên là thấy Sida rồi.
Ok, từ từ các bạn ơi. Chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây thôi. Thì nếu như cái tập này đạt được 10.000 like thì tối nay mình sẽ làm tập tiếp theo nhé. Chứ bây giờ cái mũi của mình ấy, nó chịu không nổi nữa rồi. Chắc là mình sẽ phải uống thuốc đã. Ok, rồi mình sẽ dừng tập này đây nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Ok, bye bye.